Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế tổng hợp trên kênh Tin Mới, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức sự kiện mới nhất trong ngày. Về tình hình Biển Đông ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 9 tháng 7 năm 2023. Kính thưa quý vị khán giả, mưa lớn đã tấn công Quảng Đông, lượng mưa tối đa vượt quá 370mm và phản ứng khẩn cấp được kích hoạt 2 lần trong vòng 9 phút. Thông tấn xã Trung Quốc tại Quảng Châu ngày 3 tháng 7 cho biết cơn mưa xối xả đổ xuống và nhiều người dân Quảng Châu đã vô cùng phấn khởi vào ngày 3. Từ sáng sớm cùng ngày, Thanh Viễn, Thiểu Quan, Hà Nguyên và khu vực phía Bắc đồng bằng Châu Thổ Châu Giang thuộc tỉnh Quảng Đông gặp mưa to đến rất to, có nơi mưa to cục bộ. Tính đến 9 giờ sáng ngày 3, tín hiệu cảnh báo mưa dông của 22 thành phố và huyện trong tỉnh đã có hiệu lực, trong đó có 6 thành phố phát cảnh báo mưa dông màu đỏ. Theo giám sát của Cục Khí tượng, từ 20 giờ ngày 6 tháng 7 đến 10 giờ ngày 8 tháng 7, lượng mưa lớn chủ yếu tập trung ở Thanh Viễn, Thiểu Quan, Dương Giang và các nơi khác, trong đó thị trấn Hạ Đài, thành phố Anh Đức được ghi nhận lượng mưa tích lũy lớn nhất toàn tỉnh là 371,1mm. Cục khí tượng tỉnh Quảng Đông cho biết lượng mưa lớn ở nhiều nơi tại tỉnh Quảng Đông vẫn đang tiếp diễn. Các ban ngành liên quan cần nâng cao nhận thức về phòng chống thiên tai địa chất, đặc biệt là khu vực miền núi, tăng cường kiểm tra các khu vực có nguy cơ cao như sườn dốc, thung lũng sông, sông hồ. Nếu phát hiện có bất thường phải sơ tán người dân càng sớm càng tốt và phải báo cáo kịp thời. Vào lúc 11 giờ trưa ngày 8, Quảng Châu lại có mưa lớn hơn vào sáng sớm cùng ngày. Trụ sở khẩn cấp thảm họa khí tượng Quảng Châu đã đưa ra ứng phó khẩn cấp cấp 4. Thảm họa khí tượng Quảng Châu với mưa bão và sấm sét vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày, sau đó nâng cấp ứng phó khẩn cấp cấp 4. Thảm họa khí tượng Quảng Châu đối với mưa bão lên cấp 3 lúc 11 giờ 28 phút phản hồi khẩn cấp. Phóng viên nhìn thấy ở thành phố mới Châu Giang, Quảng Châu, mây đen bao phủ ngày như đêm, các tòa nhà cao tầng bị bức tường mưa bao phủ, nhiều đoạn đường bị ngập úng nghiêm trọng, mưa to quá, hôm nay tôi có hẹn với bạn bè đi leo núi nhưng giờ phải hủy bỏ. Một người dân tại đây cho biết, nhiều nơi ở phía Bắc và phía Tây Quảng Đông cũng vang lên cảnh báo mưa bão đỏ do có sự góp mặt của mưa lớn trong ngày hôm đó. Từ 7 giờ 20 phút đến 10 giờ 20 phút, lượng mưa lớn ở Thanh Viễn rất dữ dội. Lượng mưa ở kênh Anh Đức và Bạch Sa là gần 100mm. Và lúc 10 giờ 20 phút, Đài quan sát khí tượng thành phố Anh Đức đã nâng cấp tín hiệu cảnh báo mưa bão màu cam ở Lệ Tây và Bạch Sa thành màu đỏ. Đồng thời, tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ tiếp tục phá ở phố Ưng Thành, Đại Chiến, Vương Phụ, Liên Giang Khẩu, Hạ Đài và Đông Hoa. Cục khí tượng tỉnh Quảng Đông dự báo, từ ngày 7 đến ngày 8 sẽ có mưa to cục bộ, hoặc mưa cực to ở phía Tây Bắc tỉnh Quảng Đông, đồng bằng sông Châu Giang, các thành phố và quận phía Tây Bắc Quảng Đông và dông bão mưa to cục bộ hoặc mưa to ở các thành phố, huyện khác. Từ ngày 8 đến ngày 9, phạm vi và cường độ mưa to lớn nhất. Từ ngày 9 đến ngày 10, tình hình mưa nói chung trên toàn tỉnh sẽ suy yếu. Kính thưa quý vị, những trận mưa như chút nước ở tỉnh Tứ Xuyên phía Tây Nam Trung Quốc, siêu đô thị Trùng Khánh và tỉnh Cam Túc gần đó đã khiến nhiều khu vực chìm trong nước lũ khi sông Trường Giang và một số phụ lưu của nó tràn qua. Mức độ trầm trọng của hậu quả từ các trận mưa bão đã khiến Bộ Thủy lợi Trung Quốc đưa ra cảnh báo nghiêm trọng vào cuối ngày 7 tháng 7 về mực nước tại hồ chứa đập Tam Hiệp nằm trên thượng nguồn sông Trường Giang. Theo thông tin của cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã, lưu lượng nước tràn vào đập Tam Hiệp dự kiến đạt hơn 74.000 mét khối trên giây vào sáng ngày 20 tháng 6, mức cao nhất kể từ khi con đập Tam Hiệp đi vào vận hành hồi năm 2020. Tổ chức tư vấn quỹ di sản có trụ sở tại Hoa Kỳ đã cảnh báo vào đầu tháng 8 rằng lũ lụt quá mức sẽ càng làm gia tăng áp lực cho các con đập nằm ở thượng nguồn sông Trường Giang. Nếu đập Tam Hiệp vỡ, nhóm nghiên cứu cho biết dòng nước khổng lồ sẽ ảnh hưởng đến hàng triệu người sống ở hạ lưu, làm ngập lụt các thành phố bao gồm Vũ Hán và xóa sổ các khu đất trồng trọt rộng lớn. Trong khi đó, Trung Quốc hiện đang đối mặt với nguy cơ thiếu lương thực. Tại tỉnh Tứ Xuyên, chính quyền địa phương đã nâng mức cảnh báo phản ứng kiểm soát mưa lũ lên mức cao nhất cấp 1 trong hệ thống 4 cấp của Trung Quốc vào ngày 7 tháng 7, một ngày sau khi đã nâng từ cấp 3 lên cấp 2, theo Tân Hoa Xã. Mưa lũ liên tục đã buộc chính quyền địa phương phải sơ tán hơn 100.000 người vào ngày 8 tháng 7, một số người trong số họ là cư dân thành phố Nha An. Trước đó, vào ngày 7 tháng 7, những cư dân này đã phải chạy trốn sau khi xảy ra vỡ đê ở Nha An.
Cũng tại tỉnh Tứ Xuyên, tượng Phật khổng lồ Lạc Sơn, bức tượng cao 71m được UNESCO công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, đã bị nước lũ phủ kín các ngón chân, theo báo chí nhà nước Trung Quốc. Thành phố Trùng Khánh đã nâng mức kiểm soát lũ lụt lên cấp 1 kể từ chiều ngày 8 tháng 7. Vì nước lũ cục bộ và lở đất đã ảnh hưởng đến hơn 100.000 người ở 31 quận và huyện theo giới chức địa phương. Tại tỉnh Cam Túc ở phía đông bắc của tỉnh Tứ Xuyên, thành phố Long Nam đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, hơn 300.000 ngôi nhà của khoảng 1.300 cư dân ở huyện Wen nằm ở phía nam Long Nam đã bị vùi lấp từ một trận lở đất do lũ lụt gây ra. Trung Quốc đã phải vật lộn với những trận mưa lớn kể từ tháng 6. Lũ lụt gây ảnh hưởng ít nhất 54,8 triệu người ở 27 tỉnh và khu vực, theo dữ liệu mới nhất từ Bộ Quản lý Khẩn cấp của Trung Quốc. Nhưng một số cư dân mạng Trung Quốc bày tỏ nghi ngờ về dữ liệu của giới chức và tin rằng con số thương vong thực sự sẽ cao hơn nhiều. Cũng trong ngày 8 tháng 7, lần đầu tiên kể từ đầu mùa lũ năm nay, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến thăm những người dân bị ảnh hưởng lũ lụt ở tỉnh An Huy thuộc miền đông Trung Quốc. Ông Tập cũng đã đi thăm các vùng gần lưu vực sông Hoài của tỉnh này. Khu vực này nằm giữa sông Trường Giang ở phía nam và sông Hoàng Hà ở phía bắc Trung Quốc, trong khi lũ lụt tiếp tục tàn phá phần lớn Trung Quốc. Bão số 1 năm nay đã đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông miền Nam Trung Quốc vào khoảng 6 giờ sáng theo giờ địa phương ngày 9 tháng 7. Theo Tân Hoa Xã, các tỉnh lân cận như Hải Nam và Quảng Tây cũng được dự báo sẽ có mưa lớn. Văn phòng giáo dục ở thành phố Chu Hải, Quảng Đông vào ngày 9 tháng 7 đã ra lệnh cho các trường nghỉ học, trong khi nhiều chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế Bạch Viên, Quảng Châu đã bị hủy. Cư dân ở những khu vực bị lũ lụt này đã chia sẻ câu chuyện của họ với The Epoch Times tiếng Trung. Ông Lee, một cư dân ở huyện Kim Đường thuộc tỉnh Tứ Xuyên cho biết lũ lụt ở khu vực của ông không phải do mưa lớn mà do nước xả từ thượng nguồn tràn ra từ sông Đà Giang gần đó. Đây vốn là một nhánh của sông Trường Giang. Ông cũng nói thêm rằng khu vực của ông ấy cũng bắt đầu bị lụt vào ngày 5 tháng 7 và nước không hề rút bớt cho đến 2 ngày sau đó. Anh Su, một người dân ở thành phố Thành Đô thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên cho biết nước mưa ở đây dâng cao khoảng 1,2 mét đã nhấn chìm ngôi nhà một tầng của anh. Anh ấy cho biết nhiều đồ nội thất cũng như tủ lạnh, máy giặt và điều hòa đã bị hư hỏng do bị ngập nước. Ngoài ra, một số gà, vịt và thỏ mà anh nuôi cũng bị chết đuối. Anh Su ước tính tổng thiệt hại tài chính của mình có thể vào khoảng từ 20.000 đến 30.000 nhân dân tệ, khoảng 66,97 triệu Việt Nam đồng đến 100,46 triệu Việt Nam đồng. Anh nói nhà anh bị mất điện vào chiều ngày 6 tháng 7 khi mực nước bắt đầu dâng cao. Nguồn điện đã được khôi phục vào ngày 7 tháng 7, nhưng nước đã bị mất vào khoảng 6 giờ chiều theo giờ địa phương. Người này cũng nói thêm rằng ba ngôi làng gần nơi anh sống cũng đang bị ngập lụt. Cư dân ở quận Ôn của tỉnh Cam Túc cho biết họ không thể trở về nhà do lũ lụt. Một người dân nói rằng thị trấn Bích Khẩu, quê nhà của anh, đã bị ngập hoàn toàn trong nước dâng lên cao khoảng 2 tầng lầu vào khoảng 6 giờ chiều theo giờ địa phương trong ngày 8 tháng 7. Anh ấy không chắc khi nào mình có thể về nhà. Cũng sống ở trấn Bích Khẩu, một chủ trang trại cho biết đường cao tốc địa phương đã bị đóng cửa do lở đất, đồng thời các phương tiện giao thông công cộng địa phương cũng không hoạt động. Quý vị thân mến, quân đội Trung Quốc diễn tập mô phỏng tấn công mục tiêu trọng yếu trên đảo Đài Loan và khu vực xung quanh trong đợt tập trận 3 ngày. Kênh CCTV của Trung Quốc ngày 9 tháng 7 đưa tin, quân đội nước này điều hàng chục máy bay cùng nhiều chiến hạm tham gia tập trận liên hợp lợi kiếm trên eo biển Đài Loan, khu vực ngoài khơi phía Bắc, phía Nam và phía Đông hòn đảo. Các đơn vị thuộc nhiều quân binh chủng mô phỏng hiệp đồng tấn công chính xác những mục tiêu trọng yếu trên đảo Đài Loan và vùng biển xung quanh, cũng như duy trì tư thế sẵn sàng chiến đấu quanh hòn đảo, theo CCTV. Tập trận liên hợp lợi kiếm của quân đội Trung Quốc diễn ra từ ngày 8 tháng 7 đến ngày 10 tháng 7. Phát ngôn viên chiến khu miền Đông của Trung Quốc nói đây là hoạt động theo kế hoạch và lời cảnh báo mạnh mẽ đối với hành vi thông đồng của lực lượng ly khai ủng hộ Đài Loan độc lập với thế lực bên ngoài. Cơ quan phòng vệ Đài Loan ngày 19 tháng 4 thông báo phát hiện 9 chiến hạm và 58 máy bay quân sự Trung Quốc hoạt động quanh hòn đảo. Trước đó một ngày, cơ quan này cho biết 71 máy bay quân sự và 9 chiến hạm Trung Quốc hoạt động gần Đài Loan. Phòng vệ Đài Loan đang theo dõi chặt chẽ hoạt động của lực lượng tên lửa Trung Quốc, trong khi các đơn vị phòng không của hòn đảo đang duy trì báo động cao. Cơ quan phòng vệ Đài Loan khẳng định lực lượng của hòn đảo sẽ không leo thang xung đột, không gây ra tranh chấp và phản ứng phù hợp với đợt tập trận của quân đội Trung Quốc.
quân đội Trung Quốc mở đợt tập trận sau khi lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy ở bang California vào ngày 15 tháng 6. Phái đoàn do Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Michael McCaul dẫn đầu tới đảo Đài Loan ngày 18 tháng 6 và dự kiến gặp bà Thái. Trung Quốc phản ứng gay gắt với các hoạt động này, cáo buộc Mỹ thông đồng với các lực lượng ly khai đòi độc lập ở Đài Loan và khẳng định sẽ áp dụng những biện pháp kiên quyết để bảo vệ chủ quyền. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần. Là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.